Vừa qua, thương hiệu chăm sóc tóc Spa Cup đã mang đến những xu hướng tóc mới, những nguồn cảm hứng tóc rất đặc biệt và ấn tượng với tên gọi cội nguồn sáng tạo. Đây là dịp tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc tóc được cập nhật những xu hướng tóc mới nhất, chắt lọc tinh túy cảm hứng từ các sàn diễn thời trang quốc tế và cô đọng vào ba xu hướng Urban Sport hiện đại, Pre-Reaction phá cách, Future Way, cảm hứng tương lai, và chia sẻ các ứng dụng những xu hướng này vào thị trường Việt Nam để tất cả những người yêu làm đẹp có những trải nghiệm tuyệt vời khi chọn lựa cho mình những màu tóc, kiểu tóc phù hợp xu hướng. Hi, my name's tôi Simon Crawford, and I'm here in Vietnam, Fashion Style. Cùng chương trình thời trang và nhân vật để ứng dụng các xu hướng tóc tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng những xu hướng này khá là mạnh mẽ so với tính cách người Việt. Không nhất thiết bạn phải thực hiện đúng chính xác những gì xu hướng này gợi ý. Hãy phá luật đi. Bạn biết đó, những xu hướng đưa ra chỉ là gợi ý, tạo cảm hứng cho bạn làm việc và sáng tạo. Nên tôi nghĩ các chuyên gia tạo mẫu tóc sẽ hứng thú với các xu hướng này. Và tôi cũng rất vui khi hôm nay có thể chia sẻ cùng các bạn cách thực hiện các mẫu tóc và truyền cảm hứng trong sự kiện lần này.